Tại tỉnh Kiên Giang, người dân nuôi hải sản ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải có nguy cơ lỗ nặng vì nhiều loại hải sản như hầu, cá bú, vẹp xanh bị chết hàng loạt. Hiện các cơ quan chuyên môn của địa phương này đã lấy mẫu nước đi kiểm định để xác định nguyên nhân. Chị Võ Thị Thắm, người nuôi cá lồng, bè ở Hòn Tre cho biết, chỉ có khoảng 40 lồng bè nuôi cá mú, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, hàu. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân gì mà hầu, cá mú nuôi của gia đình chị mấy ngày qua chết nhiều. Với số lượng 30.000 con cá mú giống, giá 40.000 đồng một con, chị Thắm nuôi nửa tháng qua đã chết gần như 100%. Khoảng 10 tấn hào của gia đình chị chuẩn bị xuất bán với giá 40.000 đồng một ký cũng chết luôn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kiên Hải, toàn huyện Kiên Hải có 228 hộ nuôi cá lồng bè, sản lượng ước đạt hơn 1.000 tấn một năm. Hiện cá bớp có giá bán 200.000 đến 230.000 đồng một ký, cá mú 260.000 đến 670.000 đồng một ký, cá chim vây vàng 130.000 đến 140.000 đồng một ký. Giá cá cao, nhiều hộ ở địa phương đã mạnh dạn mở rộng sản xuất và thả nuôi cá giống với số lượng lớn. Địa phương hiện cũng đã nắm bắt được thông tin cá nuôi của bà con chết hàng loạt. Trước đó, mẫu nước gửi đi kiểm định thì xác định do môi trường nước của Hòn Tre gần với đất liền, khoảng cách 30 km đường biển khi nước ngọt từ trong đất liền đổ ra biển và kết hợp lục bình chết vi khuẩn tảo độc thì hầu vẹm xanh cá nuôi của người dân sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến hao hụt